kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Bản tin ngày hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2013 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chỉ trong tuần thứ 3 của tháng 8 đã có 7 ổ dịch sốt xuất huyết mới xuất hiện trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Thực trạng này khiến ngành y tế dự phòng lo ngại dịch có thể bùng phát trên diện rộng. Ba cá nhân tố cáo tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng trong ngày hôm nay. Sở này cũng cho biết việc khen thưởng là cần thiết và không liên quan gì đến những vấn đề nảy sinh trong vài ngày qua. Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố. Liên Hợp Quốc họp khẩn về Ai Cập nhằm tìm lối thoát cho tình hình bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này. Các chuyên gia y học của Trung Quốc vừa công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy virus cúm gia cầm H7N9 có thể lây lan qua đường bài tiết của con người. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là những thông tin về thời tiết. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp hoàn lưu sau bão số 7, các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có mưa lớn trên diện rộng, dự báo kéo dài đến hết tuần này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Bão số 7 đã đổ bộ vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp, song vùng áp thấp này đang di chuyển chậm về phía các tỉnh Bắc Bộ nước ta. Vùng mây đối lưu xung quanh vùng áp thấp này sẽ gây mưa dông trên diện rộng cho các tỉnh miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt mưa này sẽ rải rác không đều ở toàn miền Bắc, một số vùng chỉ có mưa rào, không kéo dài. Tổng lượng mưa dự báo sẽ thấp hơn so với ảnh hưởng của cơn bão số 5, số 6 vừa qua. Dự báo vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang sẽ có mưa to. Đêm nay, mưa tăng dần ở Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, kèm theo dông mạnh. Lưu ý vùng núi phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc, phía Tây tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, mưa lớn có thể gây lũ quét và sạt lở đất. Đến cuối ngày thứ Bảy, sang ngày Chủ nhật, thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ có mưa vừa và dông. Lượng mưa được dự báo sẽ ít hơn so với các tỉnh vùng núi phía Bắc, nên ít khả năng thủ đô Hà Nội bị ngập úng như ảnh hưởng của cơn bão số 6 vừa qua. Sau hơn một ngày tàn phá tại Trung Quốc, ngày hôm nay cơn bão Uta đã di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Tính cho đến nay, bão Uta đã khiến 3 người thiệt mạng và 5 người mất tích ở miền Nam Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh Quảng Đông, bão mạnh mang theo mưa lớn và gió mạnh ở hầu hết các khu vực đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 1 triệu người, khiến 160.000 người phải sơ tán và phá hủy gần 1.500 ngôi nhà. Trong khi đó, một số ngôi làng bị ngập trong nước lũ do nước sông dâng cao. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai lực lượng cảnh sát và quân đội hỗ trợ công tác cứu hộ. Với sức tàn phá lớn, Uta được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ vào Trung Quốc. Trong khi miền Nam Trung Quốc phải đối phó với siêu bão Uta, thì cùng ngày, cơ quan khí tượng Trung Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng ở cấp màu vàng, cấp thứ 3 trong thang cảnh báo của nước này đối với hầu hết các khu vực ở miền Trung, một phần miền Nam, một ngày sau khi hạ mức cảnh báo từ cấp thứ 2 màu da cam xuống màu vàng. Tại các tỉnh phía Nam, nhiệt độ trong ngày lên tới 35 độ C, trong khi tại các tỉnh miền Trung, nhiệt độ có khi lên tới 39 độ C. Đây được xem là mùa hè nóng nhất tại Trung Quốc trong nửa thế kỷ qua. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, do mưa lớn kéo dài trong thời gian vừa qua, các hồ chứa ở Bắc Bộ hiện đã tích thêm nhiều nước. Dung tích hiện tại đạt bình quân từ 80 đến 90% dung tích thiết kế trở lên, trong đó 9 hồ chứa đã đầy và tràn nước. Cụ thể, các hồ này gồm 4 hồ tràn tự do, gồm Tà Keo, Lạng Sơn, Vân Trục, Bò Lạc, Suối Nải, Vĩnh Phúc. 4 hồ xả lũ qua cửa van điều tiết, gồm Pa Khoang, Điện Biên, Núi Cốc, Thái Nguyên, Kim Sơn, Hà Tĩnh, Vực Tròn, Nghệ An, mở treo tràn. Một hồ chứa có tràn xả lũ qua cửa van đang giữ mực nước cao hơn quy định. Được biết, trong tháng 8 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập 5 đoàn, gồm đại diện của Tổng cục Thủy lợi và các chuyên gia, đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nước tại 23 tỉnh thành trên cả nước. Nhiệm vụ của các đoàn là đánh giá, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn, các hồ chứa nước đang đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đồng thời kiểm tra công trình trước và sau lũ về thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa, phương án phòng chống lụt bão. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức quán triệt Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và Nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hội nghị nhấn mạnh việc cần thay đổi tư duy, cách nhìn nhận trong mối quan hệ giữa chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Bởi vậy, phải thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, dựa trên tiềm năng tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu để làm căn cứ lập quy hoạch phát triển. Giai đoạn đến năm 2020 hướng đến mục tiêu hoàn thiện cơ chế, chính sách về quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia. Vấn đề quan trọng là cần mở rộng thêm phạm vi, đối tượng nghiên cứu phải nhìn nhận khí hậu như một nguồn tài nguyên, chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, bỏ bù giá 10 năm đầu đối với các dự án phát triển năng lượng mới, năng lượng sạch. Theo đó, các đơn vị cần quán triệt những nội dung cơ bản, nắm được những điểm mới trong quan điểm chỉ đạo, định hướng đổi mới của các nghị quyết để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh xây dựng chương trình hành động để triển khai nghị quyết phù hợp với địa phương. Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương vừa thông báo chính thức về tiến trình thu hồi một số sản phẩm sữa nghi nhiễm khuẩn Clostridium botulinum gây độc thần kinh liệt cơ ở Việt Nam. Theo đó, còn nhiều sản phẩm sữa nhiễm khuẩn chưa được thu hồi vẫn đang được tiêu thụ trên thị trường hoặc đã được người tiêu dùng sử dụng. Cục Quản lý Cạnh tranh công bố kết quả thu hồi sữa của hai doanh nghiệp sữa đang hoạt động ở Việt Nam tính đến hết ngày 13 tháng 8 năm 2013 như sau. Với công ty trách nhiệm hữu hạn Danone Việt Nam, sản phẩm phải thu hồi là sữa Dumex Gold bước 2 cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi, số lô 300513R1. Số lượng sản phẩm cần thu hồi 615 thùng, 12 hộp một thùng, nhưng mới thu hồi được 569,24 thùng từ các đại lý, siêu thị, hệ thống phân phối và 105 hộp trực tiếp từ người tiêu dùng. Kết quả thu hồi đạt hơn 93% chứ không phải hơn 95% như công bố trước đó. Đối với văn phòng đại diện công ty Airport, sản phẩm phải thu hồi là sữa Similac Gen Plus IQ mới, số 3 dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi, loại hộp 400g và 900g. Số lượng sản phẩm cần thu hồi là 13.163 thùng, mới thu hồi được 12.587 thùng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 95% chứ không phải 97% như đã công bố. Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng, các bậc phụ huynh cần lưu ý đến sản phẩm nằm trong phạm vi thu hồi nên tạm ngừng sử dụng và liên hệ với các nhà sản xuất, nhà phân phối để đổi lại sản phẩm. Nếu trước đó đã sử dụng sản phẩm sữa nằm trong phạm vi thu hồi thì cần để ý các dấu hiệu của trẻ nhỏ và kịp thời đưa tới các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe của trẻ. Từ đầu năm cho đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 300 ca mắc sốt xuất huyết. Chỉ trong tuần thứ 3 của tháng 8 đã có 7 ổ dịch mới xuất hiện. Thực trạng này khiến ngành y tế dự phòng Hà Nội lo ngại về dịch vụ bùng phát trên diện rộng. Theo Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, chỉ riêng trong tuần trước, thành phố đã ghi nhận thêm 7 ổ dịch mới, nâng số ổ dịch sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên thành 48, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2012. Các ổ dịch tập trung tại 13 quận, huyện như Đống Đa, cao nhất với 15 ổ dịch, Hoàng Mai, Hà Đông, Hai Bà Trưng. Điều đáng lo ngại trong việc phòng dịch hiện nay là virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết ở Hà Nội đã có nhiều thay đổi so với các năm trước. Thời gian qua, trong 86 ca lấy mẫu xét nghiệm thì có 12 ca dương tính với chủng virus mới. Trong khi các năm trước, virus truyền bệnh sốt xuất huyết chủ yếu là chủng cũ. Theo các bác sĩ, dấu hiệu lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết không rõ ràng, giống như sốt thông thường. Vì thế, bệnh khó chẩn đoán ở giai đoạn đầu. Người bệnh thường có biểu hiện sốt cao đột ngột 39-40 độ C, kèm các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, đau người, đau cơ. Thường sau 2-3 ngày, da mới sưng huyết hoặc có phát ban. Để phòng bệnh, quan trọng nhất là ngủ màn, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, diệt mũi và bọ gậy. Sáng nay 16 tháng 8, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết cháu bé sinh non 700g từng bị chẩn đoán nhầm là tử vong đã mất vào tối ngày 15 tháng 8. Như vậy, sau 11 ngày điều trị tích cực, hy vọng về sự sống cho em bé thiếu may mắn này đã vụt tắt. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Quảng Nam, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, các bác sĩ theo dõi kiếp trực thấy tình trạng sức khỏe cháu bé yếu hẳn và nhận định cháu đã mất, nên đã dừng tất cả dụng cụ hỗ trợ thở và gọi điện cho người thân lên đưa cháu về nhà mai táng. Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, sản phụ Lữ Thị Lâm Quy, 29 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, được người nhà đưa vào khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Và một giờ sau được bác sĩ điều dưỡng, nói em bé đã chết đưa về nhà lo hậu sự. Khi gia đình đưa về nhà chuẩn bị chôn cất thì bất ngờ em bé khua tay, khua chân, khóc. Gia đình ngay lập tức đã đưa vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam để cấp cứu.
cũng là một sự vụ y tế khác thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày vừa qua. Sáng nay ngày 16 tháng 8, 3 cá nhân tố cáo những sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã được nhận bằng khen từ Sở Y tế Hà Nội, kèm theo giấy khen là phần thưởng trị giá 320.000 đồng cho mỗi người. Theo quyết định của Sở Y tế Hà Nội, 3 cá nhân được khen thưởng thành tích đột xuất gồm bà Hoàng Thị Nguyệt, viên chức khoa xét nghiệm, bà Phan Thị Nam Đông, viên chức khoa liên chuyên khoa và bà Khuất Thị Đình, viên chức khoa phụ sản. Đây là những người đã dũng cảm tố cáo những sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, trong đó có việc một số cá nhân gian lận hàng nghìn kết quả xét nghiệm nhằm trục lợi từ người bệnh và quỹ bảo hiểm y tế. Tôi thì chỉ là một người đóng góp một phần nhỏ bé để cùng nhìn thấy cái góc khuất, để mình sẽ hướng đến những cái gì tốt hơn, hoàn thiện hơn. Tôi tin chắc qua sự kiện này, các anh chị em cán bộ công nhân viên chức ở đây thấm thía những cái sai lầm của mình, những người mà nhìn vào đó để tu mình tốt hơn, những người có lỗi sửa chữa để làm sao hành vi của mình, hành động của mình và công việc của mình tốt nhất. Trong lễ khen thưởng, Sở Y tế Hà Nội khẳng định sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức là sự việc đáng tiếc về quy chế chuyên môn. Các cơ quan chức năng và Sở Y tế Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm túc. Đây là bài học lớn cho cán bộ viên chức, người lao động ngành y tế. Liên quan đến vụ việc này, Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công an Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc nêu trên trước ngày 20 tháng 8 năm 2013. Sáng ngày hôm nay 16 tháng 8, Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cuộc diễn tập phòng chống khủng bố tại nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc địa bàn huyện Tân Thành. Đây là cuộc diễn tập nhằm bảo đảm an ninh an toàn tại các dự án công trình dầu khí quan trọng bậc nhất của nước này. Tình huống giả định là một số hộ dân canh tác vi phạm vào hành lang an toàn đường ống dẫn khí của nhà máy đạm Phú Mỹ bị bảo vệ nhà máy ra ngăn chặn nên xảy ra xô xát. Một số đối tượng phản động bất mãn, nắm được thông tin đã trà trộn và kích động, lôi kéo hàng ngàn người dân tới răng băng rôn, lập lều trại, tấn công, đập phá nhà máy. Trước nguy cơ diễn ra bạo loạn, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phong tỏa các tuyến đường trọng điểm. Một trung đoàn cảnh sát cơ động cũng được điều đến để phối hợp tác chiến. Trong lúc này, đám đông mỗi lúc một manh động, tấn công điên cuồng cảnh sát bằng bom xăng, mìn tự chế. Trước tình hình đó, lực lượng an ninh, cảnh sát đã cải trang phát hiện bắt giữ các đối tượng chỉ huy cầm đầu, khóa khích. Thấy cuộc biểu tình bị dập tắt, 10 đối tượng khủng bố trang bị mìn, súng đi xe ô tô đã bắn chết một số nhân viên bảo vệ, xông vào trụ sở khống chế nhân viên nhà máy, đòi thả những đối tượng đã bị bắt và phương tiện tẩu thoát. Lúc này, tình hình đã quá nghiêm trọng, Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng và chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều động một đơn vị đặc nhiệm triển khai phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, khôi phục hoạt động của nhà máy, ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Nằm giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chợ Kim Biên vốn được mệnh danh là chợ thần chết, bởi đây là cửa ngõ buôn bán kinh doanh các loại hóa chất lớn nhất khu vực phía Nam. Với những bất cập trong công tác quản lý các mặt hàng hóa chất cũng như vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, môi trường ô nhiễm độc hại cho khu dân cư, thành phố Hồ Chí Minh đang tính tới phương án quy hoạch lại chợ Kim Biên, đồng thời di dời chợ ra khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, những phương án này mới chỉ ở lý thuyết và đang gặp rất nhiều khó khăn trong thực tế. Ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khu chợ Kim Biên hiện nay có 43 hộ gia đình và 53 doanh nghiệp kinh doanh hóa chất thực phẩm và hóa chất công nghiệp thuộc sự quản lý của chợ Kim Biên và Ủy ban nhân dân phường 13 quận 5. Theo điều tra, trung bình mỗi điểm kinh doanh buôn bán xỉ lẻ trên dưới 50 mặt hàng hóa chất thực phẩm. Đặc biệt, dọc hai bên hông chợ còn bày bán các loại hóa chất công nghiệp, thực phẩm vô cùng độc hại. Khách hàng đến với khu chợ Kim Biên đều có thể tự do, thoải mái mua các hóa chất được bày bán tràn lan, công khai và hầu hết đều không bao bì, nhãn mác, trọng lượng cụ thể. Ủy ban nhân dân phường 13, đơn vị trực tiếp quản lý khu buôn bán hóa chất công nghiệp cho biết, quản lý hóa chất rất khó, việc giám sát hoạt động của chợ Kim Biên cũng còn nhiều bất cập. Bởi chất phụ gia được kinh doanh chung với hóa chất công nghiệp, không kiểm soát nguồn hàng nhập về. Lý do di dời thì theo thông báo của quận cũng như thành phố là để cho việc quản lý đăng ký kinh doanh, quản lý việc kinh doanh ngành hàng phụ gia thực phẩm tại quận 5 cũng như tại thành phố đạt được có nhiều thuận lợi hơn và việc kinh doanh của bà con cũng tốt hơn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ quy hoạch xây dựng trung tâm kinh doanh hóa chất bao gồm mặt hàng hóa chất, hương liệu, thực phẩm và mặt hàng hóa chất phục vụ công nông nghiệp
để xóa bỏ tình trạng buôn bán hóa chất tràn lan như hiện nay. Tuy nhiên, các tiểu thương thuộc sự quản lý của chợ Kim Biên không đồng tình với quyết định này. Mỗi lần là đi di dời á, là cả một cái vấn đề mong muốn rằng là tất cả những hộ tiểu thương ở đây ở lại đây để kinh doanh tiếp tục. Trong khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn đang ở mức báo động, thì ý thức chấp hành quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn của doanh nghiệp vẫn chưa được cải thiện. Các hóa chất phụ gia không được phép sử dụng cho thực phẩm vẫn còn bày bán công khai. Việc tập trung các hộ kinh doanh hóa chất hay di dời ra khỏi khu vực nội thành còn đang tranh cãi, thì người dân sống ở khu vực này vẫn còn bị đe dọa và không khỏi lo lắng khi hầu hết những hóa chất đều là thành phần dễ gây cháy, nổ, độc hại. Sự việc một số thuyền viên Việt Nam tối bị ngược đãi trên tàu cá Đài Loan phải liều chết nhảy xuống biển đã làm xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Ngày hôm nay, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đưa ra những bằng chứng được cung cấp từ phía doanh nghiệp để phủ nhận sự việc này. Tuy nhiên, việc lao động Việt bị đối xử tồi tệ tại các tàu cá Đài Loan cũng được Cục này thừa nhận là không phải chuyện hy hữu. Đây là hình ảnh mà truyền thông nước ngoài ghi lại tại quần đảo Polynesia thuộc Pháp khi bốn thuyền viên Việt Nam nhảy khỏi tàu cá Sikta của Đài Loan ngày 8 tháng 8. May mắn, những thuyền viên này đã được trung tâm cứu nạn đưa vào bờ. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Hậu, Trần Văn Dũng, Lê Đình Anh và Nguyễn Văn Hùng đều cho rằng họ bị đánh đập, hành hạ như nô lệ khi làm việc tại đây. Trong khi những thuyền viên này đều được ký hợp đồng với các công ty xuất khẩu lao động dưới sự quản lý của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trao đổi với kênh VTC 14 vào chiều nay, Cục Quản lý Lao động đã đưa ra những bằng chứng do các công ty xuất khẩu lao động cung cấp. Đây là chữ ký của 7 thuyền viên Việt Nam còn lại trên tàu, xác nhận họ đồng ý tiếp tục làm việc trên tàu Sikta. Các thuyền viên này đều phủ nhận việc là ngược đãi đối với người lao động trên tàu và vẫn có nguyện vọng tiếp tục làm việc trên tàu cho hết hạn hợp đồng. Còn về vấn đề tiền lương thì vừa đấy tôi cũng đã cung cấp cho chị, tức là về cơ bản là doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của hợp đồng, tức là chuyển lương đúng và đã chuyển lương đến tháng 6 và có những doanh nghiệp đã chuyển đến tháng 7. Tuy nhiên, ông Tạo cho biết chưa hề xác minh lại với các thuyền viên bỏ trốn và 7 thuyền viên đang làm việc trên tàu về các chứng cứ này. Cục này chỉ đưa ra yêu cầu doanh nghiệp cần thanh toán hợp đồng với người lao động. Đài Loan là một trong những thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam. Từ năm 1999 đến năm 2012, Việt Nam đã đưa khoảng trên 250.000 lượt người sang làm việc tại Đài Loan, bình quân khoảng gần 23.000 lao động mỗi năm. Cũng có một vài vụ là người lao động cũng phản ánh như thế này, nhưng hầu hết là những người lao động nhảy tàu hoặc bỏ trốn là họ phản ánh. Nên làm việc trên tàu mà phản ánh thì rất ít, đang làm việc thì phản ánh thì tương đối ít. Cũng có một vài, tức là cũng có thể là vấn đề tức là làm việc nó tương đối cực nhọc hơn là ấy, thì người lao động kêu vất vả thì có đơn. Năm 2010, cơ quan chức năng Costa Rica đã phải ra thông báo khởi tố chủ tàu ngược đãi 21 thuyền viên Việt Nam trên tàu đánh cá của Đài Loan. Năm 2007, theo nguồn tin tại Nam Phi, có 2 thuyền viên Việt Nam bị ngược đãi trên tàu của Đài Loan và bị bỏ mặc ở đây. Trước tình trạng tai nạn đường thủy trong lòng hồ và tại các khu vui chơi gia tăng trong những tháng đầu năm, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã yêu cầu mọi người dân, kể cả là người đi du thuyền đạp vịt trên hồ cũng phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của VTC 14, hành khách khi sử dụng dịch vụ đạp vịt tại nhiều hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn không mặc áo phao. Theo ghi nhận tại hồ thuộc công viên Thủ Lệ và khu vực Hồ Tây, dịch vụ đạp vịt tại đây vẫn khá nhộn nhịp. Khu vực neo đậu của mỗi khu dịch vụ đều có trên dưới 40 đến 50 thuyền đạp vịt. Mỗi thuyền khi ra khơi chở trung bình 2 người. Vào ngày cao điểm như cuối tuần dịp lễ thì toàn bộ thuyền sẽ ra khơi đồng loạt. Tuy nhiên, trên thuyền vịt không có áo phao hoặc nếu có thì đều đã cũ và không được sử dụng. Nhân viên tại đây liên tục nhắc hành khách hết giờ chơi, song tuyệt nhiên không có lời nhắc nào về việc mặc áo phao. Ban quản lý khu dịch vụ ở đây cho biết rất khó yêu cầu hành khách mặc áo phao trong các trò chơi này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của họ đang bị đe dọa tại chính trò chơi họ đang tham gia. Sau một thời gian gây ồn ào dư luận, từ ngày hôm qua thì khoảng 100 lượt trong tổng số 500 lượt xe khách tại bến xe Mỹ Đình đã được điều chuyển lên bến xe buýt Nam Thăng Long. Việc điều chuyển phương tiện trong đợt đầu này diễn ra tương đối suôn sẻ, nhưng ngay trong ngày đầu tiên hoạt động ở bến xe mới, các doanh nghiệp vận tải đã bắt đầu cảm nhận được những khó khăn trước mắt.
chiếc xe này chỉ có duy nhất 5 hành khách khi rời bến. Trong phòng vé, ghế ngồi trống trơn. Là xe của chị 29 chỗ thì bây giờ chỉ còn có 10 người thôi, chỉ có một bằng 1/3 thôi mà khách cũng chưa đi vào ổn định ấy, rất chi là nháo nhác. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến Hà Nội Thái Nguyên khẳng định so với thời gian trước hoạt động tại bến xe khách Mỹ Đình, lượng khách đã giảm tới 70-80%. Tình trạng trên nếu tiếp tục kéo dài, nguy cơ phá sản là khó tránh. Bởi nguyên tiền dầu là của chị là mất 700 tiền dầu, đây còn tiền phơ, tiền lạnh, tiền ăn uống có không đủ tiền dầu, như chuyến vừa rồi là chị không đủ tiền dầu. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn lo ngại là nếu như mà không có sự giúp đỡ kịp thời của các cơ quan liên ngành ấy, thì là tôi rất khó mà duy trì được tuyến. Theo Xí nghiệp Xe điện Hà Nội, đơn vị trực tiếp quản lý bến xe khách Nam Thăng Long, trong những ngày đầu tổ chức tiếp nhận phương tiện, nhìn chung diễn ra an toàn, suôn sẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa đến để làm hợp đồng luồng tuyến theo quy định. Đến giờ phút này thì có 2 doanh nghiệp hiện tại là vẫn chưa đến đăng ký và đăng tài tại bến xe Nam Long. Tuy nhiên, theo tôi thì có thể là họ chưa nhận được thông tin đầy đủ hoặc là số lượng xe nhỏ. Liên quan tới những khó khăn mà các doanh nghiệp vận tải hành khách có thể đối mặt, trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp. Là miễn cái giá dịch vụ xe ra vào bến, là đối với các đơn vị mà tham gia hoạt động trên cái tuyến Hà Nội Thái Nguyên, chạy đợi điểm có điểm đầu điểm cuối là tại bến xe Nam Thăng Long, cũng đã tổ chức những cái tuyến buýt nối giữa bến xe Mỹ Đình với bến xe Nam Thăng Long để mà phục vụ nhân dân khi mà rất nhiều người dân đến bến xe Mỹ Đình mà chưa biết được rằng cái chuyện điều chuyển từ cái tuyến Hà Nội Thái Nguyên từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Nam Thăng Long. Đến thời điểm này thì việc điều chuyển khoảng 400 lượt xe khách xuống bến xe khách Yên Nghĩa hiện vẫn chưa được thực hiện vì những mâu thuẫn lợi ích chưa thể giải quyết. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vẫn bảo lưu quan điểm dù muốn hay không, việc giảm điều chuyển luồng tuyến, giảm tải cho bến xe khách Mỹ Đình là bắt buộc trong thời gian tới. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực leo thang tại Ai Cập, đồng thời kêu gọi các phe phái tại quốc gia này tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Rạng sáng ngày hôm nay 16 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp khẩn về tình hình Ai Cập. Trong cuộc họp khẩn được tổ chức theo yêu cầu của Anh, Pháp và Australia, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hối thúc tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng ở Ai Cập kiềm chế tối đa, tránh làm tình hình thêm phức tạp. 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an lấy làm tiếc về số người thiệt mạng ở Ai Cập. Chúng tôi nhất trí kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực và thúc đẩy hòa giải dân tộc. Trước đó, chính phủ Mỹ đã quyết định hủy cuộc tập trận theo kế hoạch diễn ra trong tháng tới với Ai Cập nhằm phản ánh rõ sự thất vọng trước tình trạng bạo lực ngày càng đẫm máu tại quốc gia này. Mặc dù vẫn chưa quyết định có cắt khoản viện trợ 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Cairo hay không và vẫn duy trì quan hệ quân sự với Ai Cập, nhưng Washington cảnh báo việc quân đội Ai Cập tiếp tục dùng vũ lực đối với người biểu tình có thể làm tổn hại mối quan hệ này. Nhiều nước khác cũng lên tiếng chỉ trích tình trạng bạo lực tại Ai Cập và hối thúc các bên giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Ngày 15 tháng 8, Canada đã đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Cairo do quan ngại về sự an toàn cho nhân viên ở đây trong bối cảnh tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triệu hồi đại sứ của mình tại Ai Cập nhằm phản đối cách thức giải tán người biểu tình của chính quyền Cairo. Các chuyên gia y học của Trung Quốc vừa công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy virus cúm gia cầm H7N9 có thể lây lan qua đường bài tuyết của con người. Phát hiện mới này có ý nghĩa quan trọng đối với chiến dịch kiểm soát sự lây nhiễm của dịch cúm H7N9. Trong một công trình nghiên cứu chung, các chuyên gia thuộc Đại học Hồng Kông và Bệnh viện chi nhánh số 1 của Đại học Chiết Giang đã tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy từ 12 bệnh nhân cúm gia cầm H7N9. Nhập viện trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 4, trong đó một nửa số bệnh nhân đã tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu phân được lấy từ 4 trong số 6 bệnh nhân tử vong đã cho kết quả dương tính với virus H7N9, tương đương tỷ lệ 67%.
tỷ lệ này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 5% và 33% ở những bệnh nhân nhiễm cúm thông thường ở người hoặc cúm gia cầm H5N1. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy trong máu, nước tiểu, phổi, tim, gan, thận và tủy xương của các bệnh nhân này không chứa virus H7N9. Các chuyên gia về vi trùng học thuộc Đại học Hồng Kông cho biết, về mặt lý thuyết, virus H7N9 có thể lây nhiễm giống như cách thức lây nhiễm của virus viêm đường hô hấp cấp SARS vào năm 2003 là thông qua đường hệ thống cống dẫn nước thải. Việc virus H7N9 có thể lây nhiễm qua đường bài tiết là lý do tại sao đến nay mới chỉ phát hiện một trường hợp lây nhiễm dịch cúm này từ người sang người, bởi nếu lây qua đường hô hấp trực tiếp thì bệnh nhân sẽ lan nhanh hơn. Tiếp tục với các tin vắn quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Hãng Interfax của Nga ngày hôm qua dẫn lời một quan chức cấp cao của Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra tại thành phố Saint Petersburg trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 tới. Moscow và Bắc Kinh đã không ngừng thúc đẩy các mối quan hệ chính trị thương mại kể từ thời Liên Xô trước đây, khi đó các mối quan hệ song phương thường xuyên căng thẳng. Đến nay, cả Nga và Trung Quốc đều tuyên bố họ cần một đối trọng đối với tầm ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới. Theo nguồn tin Bộ Y tế Argentina, 2 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ 30 xe ô tô đâm liên hoàn trên đường cao tốc số 2 ở phía nam tỉnh Buenos Aires của nước này vào ngày hôm qua. Theo báo cáo sơ bộ, vụ tai nạn xảy ra vào buổi trưa khi tầm nhìn bị hạn chế do việc đốt cỏ ở khu vực nông thôn của Buenos Aires. Nhân chứng cho biết, khói đã bao phủ đường cao tốc nối thủ đô với Mar del Plata, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, giao thông đã bị phong tỏa để nhường đường cho xe cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa đến hiện trường vụ đâm xe. Một khách du lịch Đức đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một con cá mập cắn đứt cánh tay phải khi đi lặn ở vùng biển thuộc quần đảo Hawaii, Hoa Kỳ. Được biết, vụ tấn công xảy ra khi cô gái đang lặn ở cách bãi biển Palawe thuộc đảo Maui khoảng 46 mét. Tại thời điểm đó, vùng biển này khá động và tầm nhìn bị hạn chế. Những người đi ngang qua bờ biển đã nghe thấy tiếng thét của cô gái, đặt cô lên một con thuyền kayak và đưa cô lên bờ trong tình trạng bất tỉnh. Hiện chưa rõ loại cá mập nào đã tấn công nữ du khách này. Sáng nay, một trận động đất ước tính mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại phía nam thủ đô Wellington của New Zealand. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 10 km gần thị trấn Nelson ở đảo nam của New Zealand. Động đất đã khiến nhiều nhân viên văn phòng và người dân sống trong các tòa nhà cao tầng phải đổ xô ra đường. Theo một số nguồn tin, có 9 dư chấn đã xảy ra sau trận động đất. Khu vực phía bắc của đảo Nam hiện mất điện trên diện rộng. Dịch vụ hàng không và đường sắt cũng phải tạm ngừng hoạt động trong lúc nhà chức trách kiểm tra các đường ray và đường băng. Viện Smithsonian của Mỹ vừa công bố loài Olinquito mắt to, đuôi dài, bộ lông rậm màu cam chính là động vật có vú mới nhất và là loài ăn thịt đầu tiên được phát hiện tại châu Mỹ trong 35 năm nay. Đây là thành viên nhỏ nhất trong gia đình gấu trúc sống ở những khu rừng trên cao, nhiều sương mù ở Colombia và Ecuador, được xếp là động vật ăn thịt, mặc dù thức ăn chủ yếu của nó là trái cây. Christopher Hogan, nhà nghiên cứu thuộc Viện Smithsonian cho biết, Olinquito có lông dày dạng len, màu sáng hơn so với loài Olingo, một loài lai giữa mèo và gấu trúc. Chiều dài của loài Olinquito khoảng 0,76 mét, nặng khoảng 900 gram. Cả hai giống đực và cái đều có cùng kích thước. Con cái chỉ nuôi một con trong một thời điểm. Loài Olinquito rất khó phát hiện trong những khu rừng mây phía bắc dãy Andes, vì rừng ở đây có mật độ cây cối rậm rạp và thường bao phủ trong sương mù. Phần lớn nằm cách mực nước biển từ 5.000 đến 9.000 mét. Olinquito chủ yếu sống về đêm và thành thạo trong việc di chuyển từ cành cây này sang cành khác. Hogan và nhóm của ông đã theo dõi sát thói quen và môi trường sống của loài động vật này. Rừng mây Andes được coi là hệ sinh thái độc đáo vì sự đa dạng của các loài, nhưng hiện nay đang bị con người chặt phá cây để mở đường cho nông nghiệp, đô thị hóa và buôn bán ma túy bất hợp pháp. Nhóm nghiên cứu ước tính 42% môi trường sống lúc trước của Olinquito đã bị chuyển hóa do con người. Nhưng Hogan nhấn mạnh rằng loài mới này không có nguy cơ tuyệt chủng. Tại vườn thú Mỹ trong những năm 1960 và 1970, một con Olinquito bị phân loại sai cho sống chung với một con Olingo, do đó nó không thể đẻ con và chết vào năm 1976. Mới đây, Funai, cơ quan của chính phủ Brazil chuyên giám sát các vấn đề về thổ dân, đã công bố một video mới cho thấy hình ảnh của bộ lạc Kawahiva, những thổ dân sống trong rừng rậm Amazon ở Brazil. Bộ lạc này nổi tiếng vì tiếp xúc rất ít với thế giới bên ngoài.
Đoạn video trên do Funai quay vào năm 2011 cho thấy một số người thuộc bộ lạc Kawahiva đi qua những tán lá rậm rạp. Những người đàn ông ở trần cầm cung tên, còn một phụ nữ cõng con trên lưng. Sau khi nhận thấy máy quay, người phụ nữ chạy trốn, còn một người đàn ông nhanh chóng quay lại để thăm dò. Kawahiva là một bộ lạc du mục nổi tiếng vì rất ít tiếp xúc với các bộ tộc bản địa khác và hầu như không tiếp xúc với những người không phải là thổ dân. Những người tiêu phu lần đầu báo cáo về sự tồn tại của bộ lạc Kawahiva năm 1999, nhưng hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người còn sống trong bộ lạc này. Năm 2012, một khu bảo tồn rộng hơn 166.000 ha đã được thiết lập ở bang Mato Grosso miền Tây Brazil. Tuy nhiên, các thổ dân sống ở đây vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ các tiểu phu hay nông dân. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 16 tháng 8 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.